Dâu trắng là một trong bốn tứ hoàng cùng với Shanks, Kaido, Big Mom ở nửa còn lại của Grand Line. Điều này làm cho băng dâu trắng thành một trong bốn băng hải tặc mạnh nhất Grand Line, có tổng cộng 16 chỉ huy trưởng của băng dâu trắng, một người chỉ huy 100 người khác. Số thuyền viên của băng dâu trắng tổng cộng có hơn 1.600 người. Do thuyền trưởng của họ từng đấu ngang ngửa một trận một với Goldie Roger, nên cả băng được xem là băng hải tặc mạnh nhất trong thế giới One Piece. Ngay cả một người tự tin như Buggy cũng không dám tấn công Ace khi anh đang ngủ vì cơn thịnh nộ của dâu trắng. Tuy nhiên, việc họ có mạnh hơn các tứ hoàng còn lại hay mạnh ngang ngửa thì vẫn không rõ. Những gì được biết đó là chính phủ thế giới sẵn sàng sử dụng mọi lực lượng hải quân và Shichibukai chỉ để đối đầu với cả băng sau khi công bố cuộc hành hình. Trong số 16 sư đoàn của băng hải tặc dâu trắng, sư đoàn 2 lại nhận được sự chú ý nhiều nhất hiện nay khi có thông tin Kozuki Oden từng là chỉ huy của nó mới được tiết lộ. Nhưng có vẻ như số phận của những người đảm nhận vị trí đó không được may mắn cho lắm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Shonen Action. Hôm nay, hãy cùng mình đến với video bí ẩn số phận của các chỉ huy sư đoàn 2 của băng hải tặc dâu trắng nhé. Người đảm nhiệm vị trí chỉ huy sư đoàn 2 đầu tiên đó là Kozuki Oden. Oden chính là cựu lãnh chúa của vương quốc Wano, từng là thành viên trong băng hải tặc Râu Trắng và Roger. Ông cũng từng phiêu lưu tới hòn đảo cuối cùng với cựu vua hải tặc và biết được những bí mật quan trọng trong lịch sử bị giấu kín cũng như kho báu One Piece. Mới đây, One Piece Chapter 965 đã tiết lộ thêm rằng Oden từng là chỉ huy sư đoàn 2 của băng dâu trắng. Ban đầu, băng dâu trắng không được chia làm các hạm đội, nhưng khi nhóm phát triển, dâu trắng đã thành lập 5 hạm đội, Oden là người lãnh đạo sư đoàn thứ hai. Thật đáng tiếc, Oden về sau đã rời băng dâu trắng để gia nhập băng Roger để cùng phiêu lưu đến Locktail, sau đó trở lại Wano. Khi quay về Wano, anh đã bị Kurozumi Orochi và Kaido âm mưu hãm hại và đem ra xử tử với những quyết sách cải cách của mình. Chúng đã bắt tay nhau lập nên kế hoạch truy sát lãnh chúa Oden cùng người nhà của anh. Sau đó, cả gia tộc Kozuki đã bị giết hại một cách tàn nhẫn, chỉ còn một số hậu nhân của anh còn sống sót nhờ được phu nhân Toki gửi tới tương lai 20 năm sau từ lâu đài đang bốc cháy ngùn ngụt. Vị trí Shogun của Oden được đảm nhiệm bởi Kurozumi Orochi và thanh danh của anh bị bôi nhọ. Hiện tại, đất nước Wano đã bị hủy diệt, chỉ còn Hoa Đô là vẫn còn phồn thịnh. Và ước mơ mở cổng Wano của Oden đã không được thực hiện trong suốt 20 năm qua. Chỉ huy sư đoàn 2 đời kế tiếp là Bogart the Ace, chết trẻ dưới cú đấm dung nham của Akainu. Bogart the Ace, tên thật là Gon the Ace, có biệt danh là Ace hoặc Quyền, là anh em kết nghĩa với Monkey D. Luffy và Sabo. Trước khi trở thành đội trưởng đội 2 của băng hải tặc dâu trắng, Ace từng là đội trưởng của băng Space. Anh đã ăn trái Mera Mera no Mi và trở thành người sử dụng năng lực chuyển hóa thành lửa, cũng như tạo ra và điều khiển lửa. Đáng tiếc thay, người tài thường hay yếu mệnh, bị chính phủ thế giới săn đuổi vì dòng dõi của mình. Khi Ace bị dâu đen giao nộp cho hải quân, anh đã bị kết án tử hình, dẫn đến trận chiến tại Marineford giữa băng dâu trắng và hải quân. Sau đó, Ace được giải phóng, nhưng anh đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ cho em trai Ruffy khỏi cú đấm dung nham của Akainu. Ta đều biết trước khi Ace trở thành đội trưởng đội 2, băng dâu trắng vẫn để chống vị trí đó một thời gian rất dài. Có lẽ là vì họ vẫn luôn chờ ngày Oden quay trở lại. Họ chờ từ tận cái lúc mà Oden lên tàu Roger cho đến khi Ace gia nhập băng. Vì sao? Có lẽ suốt 20 năm qua, họ vẫn nghĩ Oden còn sống. Vì thông tin về Wano không thể lọt được ra ngoài, nên việc Oden bị tử hình không thể đến được tai dâu trắng. Cho đến thời điểm 4 năm về trước, Ace cùng băng Space của anh vô tình dạt đến Wano rồi biết được thông tin Oden đã chết nên xứ Kuri trở nên đói khổ. Sau này, Ace đã đem chuyện đó kể với băng dâu trắng thì mọi người mới biết được tin dữ. Khi đó, họ mới chấp nhận sự thật rằng người đồng đội cũ của mình đã chết và không thể trở về được nữa, nên mới muốn Ace giữ chức vụ của Oden ngày trước. Băng dâu trắng tất nhiên cũng định quay về Wano một chuyến, nhưng bất ngờ lại xảy ra sự việc dâu đen giết đồng đội. Khiến Ace rời băng đuổi theo hắn suốt mấy tháng, nên họ mới chưa thể viếng thăm Oden được, và sau đó thì chắc mọi người cũng đã rõ. Có lẽ vì thế mà băng dâu trắng mới toàn tâm toàn lực giải cứu Ace cho bằng được. Họ không muốn mất đi một người đội trưởng đội 2 đó một lần nữa. Một trận chiến có thể nói là vì cả Ace lẫn người đồng đội cũ, Oden. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nhấn like, subscribe và bấm chuông theo dõi để ủng hộ Shonen Action phát triển nhé. Sắp 700.000 subscribe rồi. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.